chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn bộ máy vi tính, bộ máy vi tính cũ nha. Đây, có cái màn hình đây, đây. Bộ máy vi tính lên cho bạn họ ha. Đây. Đây. Là men men giga bay nha các bạn, giga men giga nè, socket 1150 men giga nha các bạn, CPU là 2030 3G nha các bạn. Đó, có cặp len, cặp len rồi nha các bạn, len này len ghi nha các bạn, thêm đó. Rồi cứng thì mấy bạn muốn mua gắn thêm ổ cứng bao nhiêu ghi thì mình gắn cho bạn, như tạm thời gắn nó ổ là 80GB thôi nha bạn, ổ 80GB thôi. Mở lên cho các bạn coi ha. Thì bộ máy này mình chỉ bán giá 1,2 triệu thôi các bạn, giá 1,2 triệu luôn, màn hình bằng phím chuột, tai nghe đầy đủ nha các bạn, bàn phím chuột mới nha các bạn, đây bàn phím mới nè, mình có bàn phím mới nha các bạn, bàn phím mới, chuột mới, chuột còn nguyên trong hộp đàng hoàng nhé các bạn. Đây, mở lên cho mấy bạn coi nha. Đây. Đây, mở lên cho mấy bạn. Đây. Bộ này mình bán 1,2 triệu thôi nha các bạn, thích hợp cho mấy bạn mà học, mới học vi tính hay là mình muốn có một bộ máy để lướt web, nghe nhạc, có phim được thôi các bạn, thì cái bộ máy này rất là phù hợp cho các bạn đó ha. Đây nguồn ha, giá chỉ có 1,2 triệu, thì RAM 4GB nha các bạn, RAM 4GB, men giga H61 MDS2 ha, socket 1150. Máy lên nha, máy lên nha các bạn, mở cấu hình cho mấy bạn coi. Phím mới nha các bạn, cho các bạn lựa chọn chuột bằng phím mới nha. Đây là chuột, chứ mình sẽ tặng cho các bạn con chuột phím mới hôm nay. Phím mới nha. Đây. Nếu bạn nào mà lấy cái ổ này, ổ 80GB này, thì là 1,2 triệu một bộ này nha. Còn bạn nào mà cần ráp ổ cứng cao hơn như 500GB hay là 120GB gì đó thì gọi cho mình để mình báo giá cho mấy bạn ha. Đây, ổ DVD mới luôn nha bạn, DVD tháng 12 năm 2019 nha bạn. Đó, thì nó có men, RAM, CPU, ổ cứng vậy thôi, một cái bộ máy văn phòng thôi các bạn, máy văn phòng. Thì ngoại hình của em nó là thùng SD các bạn, này thùng SD, ổ DVD nha các bạn, DVD rewrite,
ghi nha, rewind nha. Web gì đó cho các bạn coi hàng này. Chạy rất nhanh các bạn. Facebook. Rất ok, mấy bạn nào xài văn phòng gì đó thì cái bộ máy này là ok hả bạn. Đó, bộ máy này để xài cho văn phòng, Word, Excel hay là có phim, có nhạc, giải trí mấy cái game nhẹ nhẹ hả bạn. Đó, giải trí mấy cái game nhẹ nhẹ là chạy rất mượt hả bạn. Mượt luôn hả. Có nhu cầu thì liên hệ với mình ha. Máy móc rất là đẹp luôn nha. Đây. Quay sơ vậy. Thùng men còn mới tinh ha. Không miếng bụi luôn các bạn. Máy chạy im ru ha, để sát quạt luôn các bạn kia. Không có một tiếng động luôn đó. Thì mình cũng nói luôn là cái men này nó bị hư cái len on board nữa này. Len on board nó hư rồi mình gắn cái cặt len một ghi nha. Cặt len rời nha các bạn. Đây. Len rời chạy rất là ok các bạn. Đó, vô mạng phà YouTube đang mở nha các bạn. Đang mở YouTube chạy phà ha. Thì cái này nó chỉ lỗi cái len thôi bạn, ngoài ra là không có lỗi lầm gì nha. Ổ cứng cũng còn mới tinh nha bạn, cứng 80 nha, cứng 80 g nè, cứng 80 g, ổ DVD rewind luôn nha bạn, ổ DVD luôn, thích hợp cho mấy bạn xài văn phòng được ha. Nguồn 550W nha bạn, 550W nguồn VSB nha. Thì cái này là mình sẽ bao test tại chỗ cho mấy bạn ha, lên mấy bạn sẽ mở lên coi ngon lành và bao xài một tuần ha. Như mấy bạn nào xài trong vòng tuần có hư gì thì mang lại mình sửa hoặc là mình đổi ha, sửa đổi khác. Đây. Thì mình nói luôn là cái này là mình một bộ máy 1,2 triệu thì mình sẽ tặng chuột với bàn phím nha bạn, chuột với bàn phím luôn nha. Đó, cây thùng còn cũng ok lắm ha, còn đẹp hơn các bạn. Đó, bàn phím, chuột, tai nghe, đồ lót chuột luôn nha bạn. Còn hả luôn cái đồ lót chuột nha, đồ lót chuột nè. Chuột là nó vậy các bạn, mới tinh ha. Đó, đồ lót chuột các bạn. Thì bạn nào cần mua thì liên hệ với mình ha, số điện thoại ha. Đây, cái đồ lót chuột bạn nào thích loại nào thì mình tặng loại đó ha. Đây, đồ lót chuột đen ha. Chuột màu đen. Đó, còn trong bịch luôn nha các bạn. Tặng một cái miếng lót chuột. Phím mới ha. À, phím này. Phím này mình sẽ tặng cái bộ phím mới này, phím trong hộp luôn chứ không phải là mới nha bạn, thì nó là như mới luôn nha bạn, như mới luôn đó, phím nè, đó là mới tinh luôn nha bạn. Đây.
phím, đồ lóc chuột với con chuột, một cái tai nghe ha. Tai nghe thì kiểu này nè bạn, tai nghe xịn nha bạn. Đây tai nghe về đây đó, tai nghe này ha, nghe rất là hay luôn nha bạn. Tai nghe này rất là hay luôn nha, tai nghe hiệu Denshin ha. Cái loại này giờ nó còn không, ngày xưa mình mua với bây giờ trên thị trường nó hết rồi bạn, trường thì nó hết cái loại này nha. Nghe rất là hay luôn nha, mấy bạn nào tới thì mình sẽ test cái tai nghe máy, mình mở lên mình test cho mấy bạn coi ha, rất là hay nha. Đây là cái tai nghe cũ nha, mình sẽ tặng mấy bạn cái tai mới tinh trong bịch nha, mà tinh trong hộp trong bịch luôn nha. Rồi thì các bạn nào cần nhu cầu mua mấy tính bàn giá rẻ liên hệ với mình ha. Đây đó là bao gồm men, CPU, RAM, ổ cứng, rồi màn hình luôn nha các bạn. Màn hình này là 18.5 nha các bạn, hiệu là AOC nha các bạn. Đây AOC các bạn nhé, màn hình AOC 18.5 inch rưỡi nha, AOC còn rất đẹp nha các bạn. Đó, màn hình rất đẹp luôn đó, 18.5 inch. Rồi, rồi các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình ở Bầu Bàng, Bình Dương nha các bạn.